Alo. Vâng ạ. Kính thưa quý chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp, sau đây thì tôi xin phép trình bày bài chuẩn đoán và xử trí cơn tăng huyết áp cấp cứu, các vấn đề còn bỏ ngỏ. Thì chúng ta đều đã biết là ở trên thế giới chúng ta có khoảng hơn 1 tỷ người bị tăng huyết áp, và trong đó thì có khoảng 1 đến 2% những người bị tăng huyết áp thì sẽ có những cái biến chứng là cơn tăng huyết áp. Và cơn tăng huyết áp thì bao gồm có hai loại là cơn tăng huyết áp cấp cứu, tức là có tổn thương cơ quan đích, và cơn tăng huyết áp khẩn cấp, tức là chưa có tổn thương cơ quan đích. Và sau đây thì tôi xin phép đi về một số những cái vấn đề về cơn tăng huyết áp mà chúng ta còn chưa có những cái hiểu biết một cách cụ thể rõ ràng. Đấy là những cái vấn đề liên quan đến con số huyết áp, cũng như là cơ chế huyết áp, cũng như là về điều trị. Đầu tiên là chúng ta chưa có một cái định nghĩa thống nhất về con số thế nào được gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu. Đây là định nghĩa cơn tăng huyết áp cấp cứu của Hội Tim mạch Mỹ năm 2017. Người ta định nghĩa cơn tăng huyết áp cấp cứu là khi mà huyết áp trên 180 trên 120 với thủy ngân, kèm theo là có tổn thương cơ quan đích. Tuy nhiên thì châu Âu năm 2018 thì đưa ra định nghĩa là khi mà huyết áp lớn hơn hoặc bằng 180 trên 110, tức là khác về cái con số huyết áp tâm trương kèm theo tổn thương cơ quan đích, thì được gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu. Thế còn định nghĩa của Liên đoàn tăng huyết áp thế giới thì như thế nào? Thì người ta không đưa ra một con số cụ thể. Người ta chỉ nói là khi mà có tổn thương cơ quan đích, dù con số huyết áp có thể là 170, có thể là 180, được gọi là cơn tăng huyết áp cấp cứu. Và như vậy, qua ba cái định nghĩa của ba tổ chức lớn trên thế giới về tim mạch này, thì chúng ta thấy rằng là cái tổn thương cơ quan đích đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc quyết định chuẩn đoán thế nào là cơn tăng huyết áp cấp cứu. Thế còn con số huyết áp cụ thể thì không quan trọng bằng. Thế thành ra là đối với trường hợp là chuẩn đoán cơn tăng huyết áp cấp cứu, chúng ta cần phải khám, chúng ta cần phải đánh giá lâm sàng để xem cái việc tổn thương cơ quan đích đến đâu. Thế còn cái con số huyết áp nó có thể là 160, nó có thể là 170, có thể là 180. Chưa chắc đã, cái mốc đấy đã là quan trọng, chúng ta có thể thay đổi cái mốc đó trong tương lai, mà cái tổn thương cơ quan đích mới đóng vai trò quan trọng. Và các tổn thương cơ quan đích thì gồm gì? Thứ nhất là cơn tăng huyết áp ác tính, bao gồm có tăng huyết áp nặng liên quan đến tổn thương đáy mắt, tức là xuất huyết hoặc là phù gai. Thứ hai là bệnh não tăng huyết áp. Tiếp theo là các tổn thương não cấp. Tổn thương cơn tăng huyết áp cấp cứu thứ hai hay gặp đấy là tăng huyết áp nặng liên quan đến lâm sàng như là tách thành động mạch chủ. Thầy Tuấn vừa mới trình bày tách thành động mạch chủ, xuất huyết não, rồi là bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim cấp. Thể thứ ba hay gặp đấy là cơn tăng huyết áp nặng do u tủy thượng thận, và thể thứ tư đấy là tiền sản giật. Và đây là tỷ lệ tổn thương của các cơ quan đích, thì chúng ta thấy rằng là tổn thương não với nhồi máu não là hay gặp nhất, chiếm khoảng 1/4 các trường hợp cơn tăng huyết áp cấp cứu sẽ gây ra tổn thương ở não. Phù phổi cấp khoảng 22%, bệnh não tăng huyết áp khoảng 16%, suy tim 14%, nhồi máu cơ tim hoặc là đau thắt ngực không ổn định 12%, xuất huyết não 4,5%, tách thành động mạch chủ 2% và tiền sản giật là 2%. Và như vậy, kết luận đầu tiên là về định nghĩa thì chúng ta chưa có một con số cụ thể rõ ràng thống nhất giữa các hội tim mạch lớn ở trên thế giới, mà người ta quan tâm nhất đấy chính là khi mà xảy ra cơn tăng huyết áp cấp cứu thì cái tổn thương cơ quan đích là như thế nào để định nghĩa đấy là cơn tăng huyết áp cấp cứu. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta chỉ dựa vào cái tổn thương cơ quan đích thì liệu nó quá muộn hay không? Bởi vì là rõ ràng là chúng ta không có một cái biomarker, chúng ta không có một cái dấu chỉ lâm sàng nào để tiên lượng được rằng người bệnh sẽ xảy ra những cái biến cố ở cơ quan đích đó. Thế thành ra là câu hỏi là liệu chúng ta có phát hiện ra được sớm những cái tổn thương sẽ xảy ra đối với bệnh nhân để chúng ta có thể tiên lượng trước, chúng ta có thể dự phòng trước hay không? Chúng ta chưa có cái câu trả lời cho vấn đề này. Thứ hai là liên quan đến cơ chế tăng huyết áp cấp cứu. Thì cơ chế tăng huyết áp cấp cứu thì nó liên quan đến tăng sức cản mạch hệ thống, rối loạn chức năng nội mạc, tăng hoạt hóa của hệ renin-angiotensin-aldosterone, tăng tính thống thành mạch, rồi là rối loạn đông máu, và từ đó ảnh hưởng đến cơ quan đích. Trong những cái cơ chế này thì tổn thương nội mạc và đông máu là đóng vai trò then chốt trong cái việc gây ra những cái tổn thương cơ quan đích. Một đặc điểm mà chúng ta thấy là tăng huyết áp cấp cứu mà người ta hay nhắc đến đấy chính là mối liên quan giữa huyết áp trung bình và tới máu tạng. Thì đây là một cái hình ảnh rất quan trọng. Nói về cái việc mà tăng huyết áp trung bình với tới máu tạng thì chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp trung bình nó có thể dao động từ khoảng 50 cho đến 150 mét thủy ngân. Và khi mà huyết áp trung bình dao động như này thì cái tưới máu của cơ quan của chúng ta như là não, như là thận thì nó khá là hằng định và nó không thay đổi. Mức huyết áp trung bình này thì nó khác nhau giữa những người mà tăng huyết áp mãn tính hoặc là những người bình thường. Và người ta thấy rằng là khi mà tăng huyết áp trung bình nó vượt quá cái ngưỡng khoảng 150 mét thủy ngân hoặc là hơn 140 mét thủy ngân ở người bình thường thì nó bắt đầu nó gây ra tổn thương cơ quan đích, là tổn thương của nội mạc, tổn thương của mắt, tổn thương của phù não. Và một đặc điểm thứ hai đóng vai trò vô cùng quan trọng đấy chính là nếu mà chúng ta hạ huyết áp trung bình nhiều quá,
người ta định nghĩa thế nào là nhiều quá, người ta thấy rằng là khoảng trên 25% hoặc là trường hợp trên 30% là bắt đầu lại có tổn thương của thiếu máu tạng. Và như vậy tăng huyết áp trung bình quá cao hoặc hạ huyết áp trung bình quá nhiều nó cũng sẽ gây ra tổn thương tới máu tạng. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy nếu như mà cơn tăng huyết áp cấp cứu xảy ra một cách đột ngột thì nó sẽ ảnh hưởng đến tới máu tạng. Nhưng nếu mà chúng ta hạ huyết áp một cách nhiều quá thì nó cũng gây ra thiếu máu tạng và gây ra tổn thương. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ, cái thái độ điều trị của chúng ta là chúng ta cũng sẽ hạ huyết áp một cách vừa phải. Đấy là những cái cơ chế liên quan đến tưới máu, ví dụ như tưới máu ở não, tưới máu ở thận. Thế còn một số những cơ chế mà liên quan đến trực tiếp tổn thương, ví dụ tách thành động mạch chủ, thì nó lại không liên quan đến cái huyết áp trung bình mà nó liên quan đến là tích phân của một đơn vị áp lực, một đơn vị áp lực tác động mạnh ở trên một đơn vị thời gian thì như thế nào. Thì người ta thấy rằng là nếu một đơn vị áp lực rất mạnh tác động ở trên một đơn vị thời gian rất ngắn thì nó, cái áp lực đấy nó rất lớn trên thành động mạch chủ và từ đó gây ra tách thành động mạch chủ như thầy Tuấn vừa mới trình bày. Và chúng ta thấy rằng là những cái thuốc mà như là nitroglycerin nó sẽ làm cái T nó sẽ kéo dài hơn thì nó sẽ làm tăng cái DP trên DT và làm tăng cái nguy cơ tách thành động mạch chủ, trong khi chẹn beta giao cảm nó sẽ làm giảm DP trên DT và từ đó nó sẽ làm giảm cái nguy cơ tách thành động mạch chủ tiến triển. Và như vậy kết luận thứ hai là cơn tăng huyết áp sẽ kích hoạt các một loạt các rối loạn, trong đó rối loạn nội mạc, rối loạn đông máu và từ đó gây ra tổn thương cơ quan đích. Và sự thay đổi của khoảng rộng huyết áp trung bình nó sẽ duy trì cái tưới máu tạng. Nếu như mà sự mất ổn định của huyết áp trung bình có thể là tăng quá cao hoặc là giảm quá nhiều, vượt quá cái giới hạn chịu đựng của tạng thì nó sẽ gây ra tổn thương. Và trong tách thành động mạch chủ thì cái cơ chế không phải là do huyết áp trung bình mà là cơ chế do DP trên DT, tức là một đơn vị áp lực trên một đơn vị thời gian thì nó sẽ làm tăng cái tổn thương cơ quan đích. Và một câu hỏi thứ hai đặt ra là chúng ta thấy là hiện tại điều trị tăng huyết áp cấp cứu của chúng ta chỉ chủ yếu dựa vào điều chỉnh huyết áp mà chúng ta chưa điều chỉnh những cái thành tố khác ở trong cái cơ chế này. Vậy thì những cái tác động của những cái cơ chế đấy thì nếu chúng ta tác động vào thì nó có làm giảm cái tổn thương tiến triển của cơ quan đích hay không? Nhưng chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Vấn đề thứ ba là một số lưu ý trong xử trí cơn tăng huyết áp cấp cứu. Thì về xử trí tăng huyết áp cấp cứu thì chúng ta thấy rằng là đến năm 2017, Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Tim Mạch Mỹ nhấn mạnh là chúng ta hạ huyết áp để làm giảm cái con số huyết áp xuống, để làm giảm tổn thương tiến triển của cơ quan đích, nhưng chưa chắc đã cải thiện được tỷ lệ tử vong và chưa có bất kỳ một cái thuốc nào sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân cơn tăng huyết áp cấp cứu. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp cơn tăng huyết áp cấp cứu? Đấy là những trường hợp bệnh nhân vào viện vì cơn tăng huyết áp có tổn thương cơ quan đích, tức là có cơn tăng huyết áp cấp cứu, bắt buộc phải nhập viện và phải được đánh giá tổn thương cơ quan đích và phải được sử dụng các thuốc đường truyền tĩnh mạch để hạ huyết áp một cách tích cực. Và mức hạ huyết áp thì chúng ta thấy nó tùy thuộc vào cái việc tổn thương cái huyết áp, cái cơ quan đấy là do tưới máu, ví dụ tưới máu trung bình là liên quan đến cơn tăng huyết áp mà ác tính có kèm hoặc là không kèm theo tổn thương thận thì chúng ta sẽ giảm huyết áp trung bình khoảng 20-25%, không được quá 25%. Đối với bệnh não liên quan đến tăng huyết áp cũng chỉ hạ huyết áp trung bình khoảng 20-25%. Đối với mạch vành, đối với phù phổi và tách thành động mạch chủ thì chúng ta sẽ hạ huyết áp tâm thu. Và chúng ta thấy là đối với mạch vành và phù phổi chúng ta hạ dưới 140, nhưng đối với tách thành động mạch chủ thì chúng ta sẽ phải hạ huyết áp dưới 120. Và bây giờ người ta khuyến cáo là nếu mà chúng ta hạ huyết áp xuống cái mức nào mà nó còn duy trì được tưới máu tạng được thì tốt, và nhịp tim nên dưới 60 chu kỳ một phút, bởi vì khi mà nhịp tim dưới 60 chu kỳ một phút thì nó sẽ làm giảm cái DP trên DT và từ đó nó sẽ làm giảm thêm cái tổn thương tới tưới máu tạng. Đối với tiền sản giật thì huyết áp tâm thu nên duy trì dưới 160 và huyết áp tâm trương thì dưới 110, chúng ta không nên hạ nhiều quá bởi vì hạ nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến tưới máu dành cho thai và từ đó gây ra suy thai. Đây là phác đồ xử trí bệnh nhân phù hồi cấp. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân phù hồi cấp vào viện mà có huyết áp trên 110 mmHg ngân thì chúng ta sẽ đánh giá tưới máu mô. Nếu mà giảm tưới máu mô thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái thuốc, ví dụ như là làm tăng co bóp cơ tim, tăng co mạch, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lợi tiểu. Thế còn trong trường hợp mà huyết áp tâm thu trên 110 mmHg ngân thì chúng ta sẽ dùng lợi tiểu và các thuốc giãn mạch. Và hiện nay thì vai trò của giãn mạch nó đã giảm đi rất nhiều, bởi vì người ta thấy rằng là giãn mạch thì nó sẽ không cải thiện cái biến cố tim mạch mà thậm chí có thể làm tăng nguy cơ hạ huyết áp. Thế thành ra là chỉ trong trường hợp mà huyết áp trên 110 mmHg ngân thì mới có chỉ định dùng các thuốc giãn mạch. Đây là đối với trường hợp mà tách thành động mạch chủ thì chúng ta sẽ phải sử dụng thuốc đầu tay là các thuốc chẹn beta giao cảm đường truyền. Và nếu mà có chống chỉ định với chẹn beta giao cảm thì bắt đầu mới chuyển sang chẹn kênh canxi loại nanhydropyridine, ví dụ ở Việt Nam của chúng ta rất hay dùng đấy chính là nicardipine.
và chúng ta cần phải hạ huyết áp dưới 120 mmHg. Nếu mà huyết áp mà trên 120 mmHg, sau khi tần số tim đã được kiểm soát thì bắt đầu mới thêm những thuốc khác, ví dụ như ức chế men chuyển, các thuốc giãn mạch khác. Và như vậy chúng ta thấy là chẹm beo giao cảm là thuốc ưu tiên số 1. Thứ hai, nếu mà có chống chỉ định mới chuyển sang chẹm kênh canxi, và tiếp theo đấy là mới là ức chế men chuyển và các thuốc giãn mạch khác. Đối với xuất huyết não thì trong vòng 2 giờ đầu tiên thì chúng ta nên dùng các thuốc để hạ huyết áp và đạt đích trong vòng 1 giờ. Và đây là những cái mốc để chúng ta đạt được đến cái khoảng huyết áp mà khi mà bệnh nhân bị xuất huyết não. Cũng tương tự như vậy, đối với nhồi máu não thì những trường hợp mà dùng để tiêu sợi huyết hoặc là lấy huyết khối bằng phương pháp cơ học thì nên duy trì huyết áp khoảng dưới 180 trên 110 mmHg. Những trường hợp khác, ví dụ như là tiền sản giật thì nên duy trì huyết áp dưới 140 mmHg. Những trường hợp khác thì huyết áp tâm thu thì nên giảm không quá 25 mmHg trong giờ đầu tiên, sau đó ổn định thì 160 đến 110 mmHg từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 6 và tiếp tục đưa về bình thường trong vòng từ 24 cho đến 48 giờ tiếp theo. Đây là những cái thuốc hạ huyết áp mà chúng ta thường hay dùng trên lâm sàng, là các thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch như là nicardipine, thì thuốc khởi phát tác dụng sau 5 đến 10 phút. Thời gian tác dụng khoảng 40 phút, liều khởi đầu 5mg 1 giờ, tăng 2,5mg mỗi 15 cho đến 30 phút và đạt được liều đích là từ 5 cho đến 15mg. Chống chỉ định trong trường hợp suy gan và tác dụng phụ là đau đầu, nhịp nhanh phản xạ, thì đây là một trong những thuốc mà chúng ta rất hay dùng để chúng ta hạ huyết áp, đặc biệt trong những trường hợp tai biến mạch não cũng như là tiền sản giật. Nitroglycerin thì được chỉ định trong trường hợp mà suy tim cấp, phù phổi cấp, thời gian khởi phát tác dụng sau 1 đến 5 phút, thời gian tác dụng sau 3 đến 5 phút và liều khởi đầu là 5 microgram trên kg một phút, tăng mỗi 5 microgram trên kg mỗi 5 phút nếu mà không đạt được, và liều cao tối đa là 200 microgram và gây ra đau đầu. Còn hai thuốc tiếp theo thì chúng ta không có, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có labetalol, vì đây là một trong những thuốc chẹm beo giao cảm sẽ có tác dụng rất tốt ở trên bệnh nhân tách thành động mạch chủ. Đây là cơ chế, đây là một số những cái nghiên cứu mà chúng ta thấy rằng là hiệu quả của so sánh giữa nicardipine và labetalol, thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng nicardipine so với labetalol trong vòng 30 phút đầu tiên thì nicardipine sẽ có tác dụng là hạ huyết áp nhiều hơn, nhưng labetalol thì lại có tác dụng là giảm nhịp tim nhiều hơn. Đấy là ở những trường hợp mà tăng huyết áp mà cấp cứu. Còn tăng huyết áp cấp cứu mà đã có tổn thương cơ quan đích thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nicardipine thì chỉ trong vòng 30 phút thôi, huyết áp nó đã hạ được rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với labetalol. Và đối với nhịp tim thì labetalol lại tốt hơn so với nicardipine. Và như vậy là dù có huyết áp bình thường hay dù có tổn thương cơ quan đích rồi, ví dụ như là ở cả trường hợp suy thận thì cũng tương tự như vậy, thì nicardipine sẽ hạ huyết áp rất là tốt để chúng ta có thể dùng được trong những trường hợp mà tai biến mạch não cũng như là tiền sản giật, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta cần phải hạ huyết áp. Và labetalol thì rất có tác dụng trong trường hợp hạ nhịp tim để chúng ta ổn định trong trường hợp mà tách thành động mạch chủ. Tóm lại là kết luận thứ ba là chưa có thuốc nào được chứng minh cải thiện tỷ lệ tử vong và bệnh tật ở người bệnh tăng huyết áp. Chúng ta sử dụng các thuốc truyền để đạt được mức huyết áp yêu cầu. Nicardipine thì giảm huyết áp tốt hơn labetalol trong vòng 30 phút đầu tiên. Labetalol thì giảm nhịp tim tốt hơn nicardipine trong vòng 30 phút đầu tiên. Và câu hỏi là trong điều trị cơn tăng huyết áp thì chủ yếu là hạ huyết áp theo mục tiêu, thế còn các cơ chế khác thì có cần tác động hay không, ví dụ như là các cơ chế liên quan đến đông máu. Tổng kết, đánh giá tổn thương cơ quan đích thì đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán cơn tăng huyết áp cấp cứu, rối loạn nội mạc, đông máu, rối loạn của hệ renin-angiotensin aldosterone thì góp phần gây ra tổn thương cơ quan đích ở người bệnh tăng huyết áp cấp cứu, và sử dụng các thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch để chúng ta đạt được cái huyết áp trung bình hoặc là huyết áp tối đa hoặc là giảm DP trên DT, từ đó gây ra là tác dụng là giảm tổn thương cơ quan đích. Nicardipine thì giảm huyết áp tốt hơn là labetalol, và labetalol thì giảm nhịp tim tốt hơn là nicardipine trong vòng 30 phút đầu tiên. Và những cái vấn đề còn bỏ ngỏ như là chúng ta chuẩn đoán cơn tăng huyết áp cấp cứu có quá muộn hay không nếu mà dựa vào tổn thương cơ quan đích. Điều trị cơn tăng huyết áp cấp cứu chủ yếu là hạ huyết áp mục tiêu, thì các cơ chế khác có cần tác động hay không, và thuốc nào sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong cho những bệnh nhân cơn tăng huyết áp cấp cứu trong tương lai, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta chưa có câu trả lời, và hy vọng rằng là những cái thập kỷ tiếp theo chúng ta sẽ có câu trả lời. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý chủ tọa đoàn và các bạn đồng nghiệp.